mệt quá thì sẽ nằm một tí, xong lại dậy một tí ngồi để tỉnh táo, rồi là anh mới bảo đi lại như vậy thôi. Một ngày vợ ăn được mấy bát cơm? Này ăn cơm thì nó ăn không hiếm một bát nào, ăn ít thế à? Ít ăn thành con non tá ít đi tao chị ta con li mà cho honey honey là pet chảy nhá, ít chảy tao chứ nó ít nó chỉ tao ta mình nhuộm nó tao đó. Cập xin kính chào quý cô bác anh chị tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Ngày hôm nay thì Khâm đang có mặt ở nhà. Trong trường ngày hôm nay Khâm có nhận được một cuộc gọi từ anh Hà Xuân Hiệp bên kênh Tam Giác Mạch. Anh có gọi là hôm nay sẽ anh em cùng nhau đồng hành đi vào nhà anh Lúa. Có video anh Hiệp có đăng lên ấy, chắc là cũng đã nhận được một vài cái tin vui nào đó từ các mạnh thường quân cũng như những nhà hảo tâm. Thì ngày hôm nay Khâm sẽ đồng hành cùng anh Hiệp và team Tam Giác Mạch đi vào nhà anh Lúa. Thì hiện tại mình đang đợi anh ấy đi lên đây. Chắc có lẽ là sẽ nhanh thôi, anh em sẽ di chuyển vào nhà anh Lúa các bác ạ. Thì video ngày hôm nay, hành trình cùng team Tam Giác Mạch, mời quý các bác anh chị cùng dõi theo video của Khâm nhé. Các bác hiện tại Khâm đang đồng hành cùng anh em trong team Tam Giác Mạch đi vào nhà anh Lúa, bạn camera man, bạn Trọng. Mưa quá. Chào anh Hiệp nhá. Chào khán giả của Nắng Mai nhá. Hiện tại mình đang đi vào nhà anh Lúa. Ui rồi, đội đào tiểu ngụy kia rồi. Hôm nay là một khung cảnh rất là hợp lý đấy, bởi vì là có khi là lên xe này nhà rột chưa. Ui dồi ôi, bây giờ bắt đầu đi. Ok, các bác ạ, hiện tại Khâm mấy anh Hiệp cùng team Tam Giác Mạch đã vào đến nhà anh Lúa đây. Hôm nay thì đợt vừa rồi là anh Hiệp lên là cũng chưa gặp được hai mẹ con đấy. Thế là hôm nay là cả team anh Hiệp lại lên. Thứ nhất là có một vài cái tin vui được sự ủng hộ từ quý nhà hảo tâm cũng như mạnh thường quân trên kênh của anh Hiệp đấy. Hôm nay thì rất là cảm ơn anh Hiệp vì lặn lội đường xá mưa gió nữa đấy. Hôm nay anh lên đây thì thực sự là gặp mưa luôn đấy, gặp mưa luôn, nhà là rột đấy. Các bác hôm nay là chỗ anh Hiệp là cũng kêu gọi được những sự ủng hộ bằng tiền anh Hiệp nhỉ. Tiền cũng quỹ của anh Hiệp cũng đã có một chút tiền ủng hộ từ anh Lúa đấy. Hôm nay lên đây thì thực sự là chị là cũng cố gắng ngồi lắm đấy. Chị hôm nọ lên là nằm thôi, nằm trên giường thôi. Bình thường là vợ anh chỉ nằm thôi chứ không ngồi như này. Chắc là bây giờ ngồi như này là mệt lắm, lì chứ lì á mình. Coi giờ hôm nay nó lì chứ lì. Lì. Cái chảnh pư sức là. Chị pư là pư chị ta. Pư lì. Giờ tư lì. Cũng chỉ nằm thôi anh ạ. Tất nhiên là đi lại quanh nhà đúng không? Cho nó đỡ mệt hơn. Ngủ cũng không ngủ được mọi người ạ. Còn vừa hỏi là ngồi bình thường thích ngồi hay thích ngủ thì cả hai đều không thích. Bởi vì tức nghĩa là mệt quá thì sẽ nằm một tí, xong lại dậy một tí ngồi để tỉnh táo, rồi là anh ấy bảo đi lại như vậy thôi. Một ngày vợ ăn được mấy bát cơm? Ngày ăn cơm thì nó ăn không hiếm một bát nào. Ăn ít thế à? Ít thành con non tá ít đi tao. Chị ta. Only mà cho honey là pet chảy nhá. Ít chảy tao chứ. Nó ít nó chỉ tao ta. Mình nhuộm nó tao đó. Cậu chỉ nào ít tỉnh hơn đọc mà hơn đọc đi. Chỉ chỉ nhau mà em thì hãy chạy mà ít tỉnh con nó chỉ tá ít đỉ là. Ô Oli mà không có sức làm ô. Đúng là chỉ tao. Muốn cay chứ nó chỉ tao. Không được. Tức nghĩa là kể cả có thịt thì cũng không nhiều, một bữa là ăn được có một gần một
bát thôi. Mọi người phải hết sức là cố gắng hiểu, bởi vì anh em ở trên vùng cao phần lớn là đi nói tiếng phổ thông là ít lắm. Tiếp xúc thì phải nói bằng tiếng địa phương thôi. Hay là vợ chồng anh chị là cũng ít học nữa. Vợ là không được đi học lớp nào này. Chồng thì học cái lớp 3 cũng biết nói một chút tiếng phổ thông thôi anh ạ. Anh Lúa may là được đi làm thuê thì tiếp xúc với tiếng phổ thông nhiều một tí, thì là biết nói một tí. Hôm nào lên có cái tông đơ lên cắt tóc lên đó. Em có mà hôm nào để hôm nào em lên tóc gọn gàng đi nhỉ. Nhìn đúng đi lấy cái bài sạch tóc đúng thì giống như cắt này. Có đúng không? Mình cắt đi, mình gọn gàng sạch sẽ đi. Nhà cửa đấy thì như Khâm bảo đấy là mình cứ quét dọn sạch sẽ đi nhé. Mình nghèo, mình đói, mình rách cũng được nhưng mình phải sạch sẽ. Đúng không? Đấy. Hôm vừa rồi lên là anh cũng có quét nhà dọn dẹp lại rồi anh ạ. Chỗ ngô ở ngoài này là cũng bốc đi. Có khác các cô cũng góp ý là mưa gió quá sợ ngô mốc. Đấy lại bốc đi ra chỗ chuồng lợn kia là bạt che lại. Đúng rồi. Thì nó đỡ hơn, đỡ ẩm mốc hơn anh ạ. Những cái đồ ăn lương thực thì mình để nơi khô ráo thoáng mát để bảo quản được lâu. Chăn là cũng không đủ ấm đâu nhỉ. Nếu như mùa đông lạnh thì chắc không đủ ấm đâu nhỉ. Đấy. Ngủ có vỏn vẹn là hai cái tấm bạt ván ép này, hai cái tấm ván ép và một cái chiếu cói. Không phải chiếu cói, chiếu nhựa. Chiếu nhựa. Mà hai cái một cái vỏ chăn và một cái chăn nỉ, chăn lông ấy nó mỏng tinh luôn. Cái chăn lông đấy là hôm nọ có chị Trang gì hỗ trợ em mang lên cho đấy. Cái chăn này mới được hỗ trợ thôi đúng không? Với lại mấy bộ quần áo cho chị Trang. Đấy. Gia đình không có gì anh ạ, không có một cái gì cả. Đấy. Phần lớn những cái đồ đạc mà nhìn nó gọi là xịn xịn một tí ấy. Xịn tức nghĩa là nó mới rồi là nó khác hơn so với cái ngữ cảnh này là đều là do hai anh em mình kêu gọi và được hỗ trợ. Đúng rồi anh ạ. Đấy. Ở đây chia sẻ với anh Hiệp hai cái nồi này cũng là được chú cho thôi. Chú đi làm thuê về cho, bởi vì tại sao cho, bởi vì nhà chú trên kia lại còn chưa kéo được điện. Đấy. Tức nghĩa là ông ấy mua được điện nhưng mà chưa có điện nên là cho mình. Nếu không thì nhà mình chỉ có kho cảnh này, một cái chõ đồ mẻn mén, đúng không? Đấy. Chỗ mẻn mén với lại bình thường đun bếp ở kia thôi. Chứ không anh tưởng là anh ấy đi làm thuê về là anh ấy mua được. Cái này cũng không phải là được mua được đâu mà là cho. Là được chú cho. Đấy, mua được chắc là cái quạt là mua được. Cái quạt là tự mua đúng không? Đi làm thì việc không đều. Rồi là vợ thì đau ốm như thế nữa thì cũng khó quá. Điện này thì bây giờ là mình đang kéo và giả tiền cùng với người ta đúng không? Cái điện này bảo được là nhà nước hỗ trợ đúng không? Hôm nọ thấy anh Tỏa chia sẻ là được hỗ trợ tiền điện đúng không? Và có cái tiền dầu hỏa. Đúng nhỉ? Em không rõ được nữa nhưng mà được hỗ trợ cái tiền điện, nhưng mà nếu mà nguyên dùng cái bóng này mới lại ăn cơm không thì mình cũng không nghĩ là chắc đến mấy chục một tháng thôi. Không đến đâu anh ạ. Không đến. Bây giờ một tháng mình hết bao nhiêu tiền điện? Một tháng thì dòng cái là nộp điện này một tháng thì hết 60.000 là cả chiếu sáng. Đấy, cả tháng dùng nồi điện rồi nhé. Nồi điện với lại chảo điện, bếp điện. Khả năng là mình được hỗ trợ tiền điện nữa đúng không? Hỗ trợ một tháng bao nhiêu? Một tháng là được 325.000. 325.000. Đấy chắc là tiền dầu hỏa đổi ra đúng không? Trên vùng cao hầu như là bây giờ là được hộ nghèo, được như nhà anh cũng vẫn được, được tiền dầu hỏa. Tại vì là những khu nào chưa có điện lưới nhà nước dự án thì sẽ là được hỗ trợ. Như vợ chồng anh bây giờ là nhà nước mỗi tháng được nhà nước hỗ trợ cái tiền gì không, hay là ngoài cái tiền điện không? Tiền điện thôi ạ. Thế vợ đau ốm như thế này thì cũng tham mưu với đấy thôn xem là lên xã xem có chính sách gì hỗ trợ không. Rồi nhà mình sập, nhà mình nát như thế thì xem được hỗ trợ gì không. Thực ra là cũng khó. Anh tham mưu lên gọi là lãnh đạo thôn thôi, bí thư với trưởng thôn. Nhưng bây giờ anh lên xã anh không biết nói cái gì cả, không biết trình bày thế nào cả.
đã chả hiểu đấy. Gì. Đợt này anh em mình lên là mới có sữa có bánh như thế này, chứ bình thường là không có một cái gì hết. Cũng là một cái duyên đấy, chắc là ông trời duyên đấy anh ạ. Khi mà hôm em lên đây không có bất cứ một cái gì cả. Nếu như mà anh em mình không đến để chia sẻ và những cái thước phim thì khả năng là những cái lon sữa này thì của các cháu thì sẽ còn rất là lâu nữa. Đúng rồi, đi làm thì mới có được. Cũng có thể là sẽ không biết là bao giờ có luôn. Với cái tình trạng sức khỏe của vợ anh là như thế này. Đấy. Chân tay vàng, chân tay gầy hết. Các cháu thì còn quá nhỏ để biết đang điều gì đang diễn ra. Vâng. Nếu mà nhà mà không sập thì chắc có lẽ là cũng không đến nông nỗi này anh ạ. Từ khi nhà sập là bao nhiêu thứ là ập đến bệnh tật, bệnh tật tâm đấy. Lý nó ảnh hưởng rất tâm là lý nhiều này. Đến cái sự phát triển của bệnh. Dạ. Bé này là chưa, để mà nói uống cái sữa như thế này thì chắc là chưa được uống bao giờ đâu anh. Chỉ uống cái sữa bột này thôi. Sữa bột thôi. Cái hộp sữa nó lên rồi. Cái bình lấy sữa cho con không? Uống. Cái bình sữa bình... mà bình có cái ti giả đấy. Đâu nhỉ? Dễ thấy đấy. Đây không? Đây. Phương mì nè, phương mì. Đây. Đấy, đưa cho con cái này đi. Đấy. Cho cái... cho con. À. Đấy. Đấy, có sữa cái là ngoan. Đầu tiên là đói đấy chứ. Bây giờ thì chỉ uống sữa thôi, bột thì không có. Mà ăn, con bé thì chắc là chưa ăn được cái này đúng không? Con lớn thì chắc là ăn được gạo đúng không? Gạo thì con bé này thì nó nấu cháo rồi nó ăn rồi. Đấy. Mà cháo thì cháo không thì cũng không được, nó ít phải có thịt băm hay cái gì đấy một tí nó mới có chất. Vâng. Nếu mà cháo trắng thôi thì có mỗi bột canh thôi thì gọi là đỡ đói thôi. Vâng. Chứ không thể có chất được. Đói quá, khóc. Các em bé này thì lại rất ngoan ấy, khi đói hoặc là khi đau thì mới khóc. Chứ còn bình thường thì không có khóc đâu. Đấy, bé cả thì lại bụ bẫm. Chị khó rửa mặt cho các con sạch sẽ nhé. Chân tay này. Ô, em bé cái tay này bị sao đây? Cái này? Nó ồi mọc thêm ra ngón thứ 6. Lúc là nó để ra thì nó mới có đây. Cái này bây giờ đi cắt một phát là được, đi bác sĩ cắt phát là được. Ô. Bác thì bảo là cá này em bảo là lúc đẻ ra thì nó giống đây nó không có xương đâu, nó chỉ thịt thôi. Đây là lần đầu em thấy luôn ấy. Cũng lên đây quay nhiều nhưng mà không để ý cái ngón thứ 6 này. Cái này bác sĩ phẫu thuật cắt phát là được. Mà cái này em bảo là không được cắt, cứ để nguyên này. Hay người Mông họ không được cắt, không cho cắt à? Không, đấy quan niệm cổ. Em nghĩ là nên cắt đi thôi nhỉ. Có một cái giống như tài cô của em, nó cắt không thì nó về đến nhà người ta có chĩa. Đây chắc là không có xương đâu nhỉ, đây chỉ là thịt thôi. Cái ngón thì nó là ngón bằng thật, bằng xương thật, nhưng mà cái mô kết nối cái ngón này với cái ngón đấy lại không có xương đâu. Đây là nó này. Hôm nay em cũng mới thấy luôn. Ngón thứ 6 này. Nó phát triển như cái ngón tay luôn. Lên đây quay mấy lần là hôm nay mới được thấy là ở đấy có. Nó lủng lẳng luôn mà nó không có xương. Vâng. Chắc là nó có cái mạch máu thôi. Còn cái ngón thì nó lại phát triển của móng đàng hoàng nhé. Rất là ngoan. Ngoan mà đội này đó, nếu mà không đau không đói thì chơi và cười thôi anh ạ. Được cái như thế thì bố mẹ đỡ vất vả. Thế thì hôm nay kênh cũng rất là vui khi có sự xuất hiện của anh Hiệp. Anh Hiệp cũng kêu gọi rất là nhiều hỗ trợ cái hoàn cảnh của anh Lúa. Thì không, cũng rất là cảm ơn đến anh cũng như anh em trong team luôn luôn là lặn lội và quan tâm đến anh Lúa như thế.
Đấy. Nói chung là mình may mắn hơn những hoàn cảnh mà mình đến ấy, thì là anh em mình có sức ảnh hưởng đến đâu mình sẽ kêu gọi đến đấy và sẽ đi chia sẻ đến đấy để hỗ trợ, ít nhiều thì cũng sẽ là cái sự thay đổi dành cho những cái hoàn cảnh mà khi mình đến. Thế nên là lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Văn thơ ngày xưa đã có câu như vậy rồi. Thì với hoàn cảnh như này thì anh em mình kêu gọi là nó hoàn toàn hợp lý thôi. Rất là khổ, rất là khó. Là một tấm lòng rất là nhân hậu của anh Hiệp. Hy vọng là anh Lúa cũng sẽ nhận được những sự hỗ trợ như các hoàn cảnh khác trên kênh của anh Hiệp để thay đổi cuộc sống của anh cũng như tương lai của hai cháu nhỏ của gia đình anh Lúa. Thông qua cái video này thì một lần nữa Khâm lại kêu gọi tất cả quý cô bác, những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm, những quý khán giả mà xem được thước phim này của Khâm trên kênh Nắng Mai TV. Mong các bác sẽ có một lượt chia sẻ để làm lan tỏa cái hoàn cảnh của anh Lúa này. Và Khâm cũng rất mong sẽ nhận được những sự ủng hộ từ quý cô bác, dù là những món quà nhỏ nhất, Khâm chắc chắn sẽ làm cầu nối, sẽ chào tận tay đến gia đình cũng như sẽ công khai minh bạch trên kênh Nắng Mai TV này. Một lần nữa cảm ơn quý cô bác rất nhiều, rất mong nhận được những sự ủng hộ này từ quý cô bác anh chị. Khâm xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.